Xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ. Nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người. Theo số lượng những tấm tiên phù bị Long Kình Thiên luyện hóa tăng dần, toàn thân Long Kình Thiên lóe lên lôi quang, khí tức không ngừng gia tăng. Từng tia nguyên khí màu vàng xen trong lôi quang cũng lan dần ra bốn phía, Bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng cách Long Kình Thiên không xa tu luyện. Những nguyên khí màu vàng này bị bốn người hấp thu, luyện hóa. Bốn người cảm thấy trên linh hồn chi hải, tiên phù ngày càng thực thể, từng tia thiên tiên pháp tắc xuất hiện liên tục. Rốt cục, khi hơn 200 tấm tiên phù bị Long Kình Thiên luyện hóa hết, toàn thân hắn vang lên tiếng sấm ầm ầm. Trong cơ thể, kinh mạch đang điền huyết nhục phát ra tia sáng vạn trượng, nháy mắt lột xác. Mà trong linh hồn chi hải lại càng chấn động mạnh hơn, chuyển động không dứt, lôi điện màu vàng đen như những con dao lôi không ngừng quay cuồng. Dao lôi quay cuồng, linh hồn chi hải chấn động, cuối cùng, ánh sáng chớp lên, trên linh hồn chi hải ngưng tụ ra một tấm tiên phù. Tấm tiên phù này trông như một ngọn núi, cao gần trăm trượng. Hứa vũ quân có hồng mông đại đạo thể nên tiên phù ngưng tụ ra khoảng 10 trượng đã là kinh người rồi. Nhưng Long Kình Thiên ngưng tụ tiên phù lại đạt tới trăm trượng càng kinh khủng hơn. Tấm tiên phù này trôi nổi trên linh hồn chi hải của Long Kình Thiên, không có tiên giới pháp tắc, giống như một đứa trẻ sơ sinh tản ra vần sáng nhàn nhạt, mỗi lần chuyển động lại có từng dòng khí màu xám nhạt từ trong hư không truyền xuống. Trong từng dòng khí màu xám nhạt này ẩn chứa năng lượng còn mạnh hơn tiên linh chi khí hàng tỷ lần. Long Kình Thiên cảm ứng được dòng khí màu xám nhạt từ trong hư không truyền tới thì trong lòng vui mừng. Hóa ra, đây chính là hỗn độn khí. So với tiên linh chi khí cao hơn một cấp là hỗn độn khí. Mà chỉ có tiên đế cực mạnh hoặc thiên tôn mới có thể hấp thu hỗn độn khí từ nơi sâu của hư không để tu luyện. Nhưng Long Kình Thiên bây giờ mới chỉ là thiên tiên mà đã có thể hấp thu hỗn độn khí để tu luyện rồi. Long Kình Thiên phát hiện, kết cấu bên trong thế giới tiên phù của mình vậy mà lại có chút tương tự với thế giới bên trong tiên phù của thiên tôn trước kia. Chẳng lẽ, vì điều này mà mình có thể hấp thu hỗn độn khí ở sâu trong hư không? Từng tia hỗn độn khí không ngừng bị tiên phù hấp thu, luyện hóa tiên phù. Từng tia pháp tắc tiên giới tại thế giới bên trong tiên phù cũng được ngưng tụ. Đồng thời, năng lượng hỗn độn khí từ tiên phù phát ra đã giúp thân thể Long Kình Thiên được rèn luyện và mạnh mẽ hơn một lúc lâu sau long kình thiên mở hai mắt ra lôi hải biến mất nguyên khí màu vàng biến mất dòng khí ở bốn phía phản phất cũng ngưng tụ lại cảm ứng được lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể long kình thiên hét lên một tiếng khí tức liền lan khắp thái hư thần phủ kình thiên lão đại chủ nhân bốn người hứa vũ quân thấy long kình thiên tỉnh lại liền vui mừng đi tới trước người hắn kình thiên ngươi đột phá rồi à hứa vũ quân mắt đẹp mang nét vui mừng không khỏi mở miệng hỏi long kình thiên gật đầu cười một tiếng cuối cùng đã khôi phục thiên tiên rồi như vậy bước tiếp theo chính là không ngừng tiến cấp đạt tới kim tiên rồi đại la kim tiên lão đại vậy thực lực bây giờ của ngươi là cửu vĩ thiên miêu hỏi long kình thiên trầm ngâm một lát rồi nói giết chết kim tiên sơ kỳ đỉnh phong là không khó dù thực lực bây giờ của hắn đã khôi phục nhiều, nhưng muốn giết chết Kim Tiên Trung Kỳ còn rất khó. Tuy Kim Tiên cách nhau một cấp nhỏ nhưng cũng là trên lệch trời với đất. Kim Tiên Trung Kỳ mạnh hơn Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong rất nhiều. Tất nhiên, nếu cường giả Kim Tiên Trung Kỳ tiến vào Thái Hư Thần Phủ thì mượn lực của hạ phẩm hỗn độn linh bảo này, Long Kình Thiên vẫn có thể giết chết như lúc giết Nguyên Tôn vậy. Nghe Long Kình Thiên nói có thể giết chết Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong, bốn người hứa vũ quân thật sự sợ hãi thiên tiên sơ kỳ giết chết kim tiên sơ kỳ đỉnh phong thế này là hơn nhau một cái cảnh giới lớn đấy như hứa vũ quân bây giờ là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong sắp đạt tới kim tiên mà cũng chỉ có thể giết được kim tiên cấp thấp nhất thôi sau đó năm người long kình thiên từ trong thái hư thần phủ đi ra ngoài đi thôi chúng ta đến thiên sư môn long kình thiên nói đến thiên sư môn sao Bốn người hứa vũ quân nhìn nhau. Long Kình Thiên gật đầu. Bây giờ mới tới tiên giới, hắn cần tìm một nơi đặt chân. Sau này, vùng Xích Sơn chính là nơi đặt chân của hắn rồi. Chẳng qua, muốn thu phục hơn 2.000 môn phái tiên gia cũng không phải dễ, trừ phi Long Kình Thiên khôi phục đến thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên, Long Kình Thiên tính, phải thu phục thiên sư môn trước. Thiên sư môn không phải là môn phái có thực lực mạnh trong hơn 2.000 môn phái tiên gia ở Xích Sơn, mà chỉ có thể coi là trung bình nên thu phục thiên sư môn cũng không khó lắm. Long Kình Thiên dựa theo trí nhớ của tên đầu lĩnh nhóm cướp kia, dẫn bốn người hứa vũ quân đi, năm ngày sau liền tới một dãy núi hình cung. Dãy núi này chỉ là một góc nhỏ của Xích Sơn. Trên từng ngọn núi có từng cung điện được xây dựng. Đây chính là nơi ở của thiên sư môn. Các người đang làm gì vậy hả? tới thiên sư môn chúng ta có chuyện gì lúc này một đội đệ tử tuần tra quát hỏi năm người long kình thiên gọi thiên sư của các người đi ra ngoài chủ nhân nhà ta muốn gặp hắn tử thiên long hoàng không quanh co nói thẳng đệ tử thiên sư môn không khỏi ngẩng ra nhìn về phía long kình thiên một tên đệ tử không khỏi cười ha hả chỉ vào long kình thiên đùa cợt nói chủ nhân nhà ngươi hả một cái thiên tiên sơ kỳ nho nhỏ mà thôi thân phận gì mà đòi gặp thiên sư trưởng môn của chúng ta. Nhưng hắn vừa nói xong liền bị tử thiên long hoàng đánh một quyền bay đi. Đệ tử thiên sư môn ngốc trệ, lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra năm tên thiên tiên không biết sống chết này tới thiên sư môn là để gây chuyện. Bắt bọn chúng lại. Một tên đệ tử thiên sư môn gầm lên. Ngay lập tức, hơn 40 tên đệ tử thiên sư môn từ bốn hướng tấn công năm người long kình thiên. Trong hơn 40 tên đệ tử Thiên sư môn này, kẻ có thực lực mạnh nhất là Thiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong, yếu nhất là Thiên Tiên sơ kỳ đỉnh phong, cho nên, không cần Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân cùng Mộ Dung Thiến ra tay. Một lát sau, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã giải quyết hết hơn 40 tên đệ tử Thiên sư môn này. Tất nhiên, hai người không giết chết những tên đệ tử này, mà chỉ khiến bọn chúng tạm thời mất đi năng lực tấn công mà thôi giải quyết hơn 40 tên đệ tử Thiên Sư Môn xong, năm người Long Kình Thiên tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi gặp được đệ tử của Thiên Sư Môn thì hai người Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu ra tay liền dễ dàng giải quyết. Khi năm người Long Kình Thiên tới tiền điện của Thiên Sư Môn, rốt cục cũng đã kinh động Thiên Sư cùng trưởng lão của Thiên Sư Môn đang bế quan tu luyện. Nghe đệ tử bẩm báo, Thiên Sư thất kinh, năm tên thiên tiên nhỏ bé xông vào Thiên Sư Môn của hắn vậy mà không một tên đệ tử nào ngăn cản được. Khi năm người Long Kình Thiên đi vào đại điện của Thiên Sư Môn, hư không đột nhiên chấn động mạnh, sáu luồng lực cường đại phủ xuống. Các hạ là ai? Đệ tử của môn phái nào? Vì sao lại tới Thiên Sư Môn của ta gây chuyện? Thiên Sư mặt gầy, cầm dài nhọn nhìn năm người Long Kình Thiên, vẻ mặt bất thiện nói. Nếu không nói rõ, hừ. Long Kình Thiên quét qua sáu người, biết đây là Thiên Sư, trưởng môn của thiên sư môn. Bên cạnh hắn là một người trung niên to lớn. Đúng là thái thượng trưởng lão duy nhất của thiên sư môn. Hai người này đều là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Còn bốn người khác là bốn vị trưởng lão của thiên sư môn, cũng đều là kim tiên sơ kỳ. Không môn không phái. Long kình thiên lạnh nhạt. Nếu ngươi tiếp được một trưởng của ta thì chúng ta sẽ rời đi còn nếu ngươi không đỡ được một chưởng của ta thì ngươi cùng thiên sư môn phải giúp sức cho ta hắn lại nói tiếp tất nhiên ngươi có thể chọn được chết cái gì sáu người thiên sư hai mặt nhìn nhau là họ nghe nhầm hay tên tranh con này bị bệnh thần kinh một thiên tiên sơ kỳ nhỏ bé mà lại hỏi một kim tiên sơ kỳ đỉnh phong rằng có thể tiếp được một chưởng của hắn không sao long kình thiên không để ý đến ánh mắt quái dị của sáu người thiên sư nhìn thiên sư nói Ngươi cũng có thể ra tay trước. Lúc này thiên sư mới phản ứng lại, trong lòng tức giận, đây đúng là sỉ nhục. Một kẻ mới tấn chức lên thiên tiên mà lại dám chủ động muốn đánh với hắn một trận hả? Thậm chí, hắn hoài nghi đối phương là do một môn phái nào đó cử tới để nhục nhã chính mình. Trưởng môn, để ta giết chết bọn chúng nhé. Lúc này, một vị trưởng lão của thiên sư môn không nén được lửa giận, nói, "Thiên sư thở một hơi, cố nén tức giận trong lòng nói được đừng giết bọn chúng ta muốn lưu người sống nói xong hai mắt dâm ô nhìn hứa vũ quân và mộ dung thiến bên cạnh long kình thiên vâng ta biết rồi vị trưởng lão thiên sư môn kia nhìn thần sắc của thiên sư liền biết ý của hắn vị trưởng lão thiên sư môn kia bước lên nhìn long kình thiên cười lạnh nói tên tranh con đừng tưởng rằng có chút thực lực mà đã vô địch thiên hạ Ta muốn ngươi hiểu, trong mắt Kim Tiên thì Thiên Tiên chỉ như hạt bụi mà thôi. Ta muốn giết ngươi thì chỉ nửa chiêu là xong." Long Kình Thiên nhìn trưởng lão Thiên Sư Môn, lạnh nhạt nói. "Phải không?" Nói xong, liền tung một chưởng, không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng. Trưởng lão Thiên Sư Môn kia nhìn thế, hừ lạnh một tiếng rồi đánh ra một quyền. "Giết ngươi chỉ bẩn tay ta." Nhưng khi thanh âm hắn vừa dứt, sắc mặt liền thay đổi tiếp theo kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài đập lên cột đá trong đại điện cột đá liền nổ vang ầm ầm vậy mà lại xuất hiện vết nứt nụ cười của thiên sư cùng bốn người khác cứng đờ cột đá trong đại điện này được làm bằng tiên giới kim thạch cực kỳ cứng rắn dù là một kim tiên đánh một quyền lên cũng khó mà để lại vết nứt được nhưng bây giờ long kình thiên không để ý đến vẻ mặt của năm người mà chậm rãi đi tới trước mặt thiên sư lạnh lùng nói. Hiện tại đến phi ngươi. Thiên sư vốn kinh sợ, đột nhiên hồi thần, nhìn Long Kình Thiên đi tới, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội hét lên. Vị huynh đệ này, không biết xưng hô thế nào. Có phải trước kia thiên sư môn chúng ta đã đắc tội với cậu không? Long Kình Thiên lắc đầu rồi đánh tới một quyền, nhanh như tia chớp. Một quyền này khác với một chưởng lúc trước. Quyền kình phá không, mang theo tiếng huyết gió như sấm, đại điện chấn động. Thiên sư kinh hải, không kịp nghĩ nhiều, toàn lực tung ra một quyền nên đó. Thiên sư thánh vương quyền. Quyền đi, mơ hồ có hình ảnh một pho tượng khổng lồ đi theo, giống như thánh nhân giáng xuống thiên hạ, làm cho người ta có cảm giác muốn thần phục, quỳ lạy. Nhưng khi hai quyền va vào nhau, chỉ thấy thiên sư thánh vương quyền vỡ vụn từng khúc, thân ảnh thánh vương sơ sát, tiêu điều. Thiên sư cảm thấy như có một lực lượng kinh khủng đâm vào mình, không chịu được sự tấn công của lực lượng này nên thân hình bị bay ra ngoài, đập xuống nền đại điện. Bịch! Thanh âm thiên sư rơi trên đại điện vẫn còn quanh quẩn nơi đây. Bốn người khác nhìn thiên sư rơi xuống đất mà hít vào một hơi, hoảng sợ. Này là thế nào? Kim tiên sơ kỳ đỉnh phong mà lại không ngăn được một quyền của thiên tiên sơ kỳ sao? Thiên sư, phốc một tiếng, phun ra một nguồn máu tươi, cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn hai mắt hoảng sợ nhìn long kình thiên mình nhưng lại thua dưới tay một tên thiên tiên sơ kỳ ư dưới con mắt hoảng sợ của thiên sư long kình thiên đi về phía hắn ngươi muốn làm gì thiên sư hoảng sợ đột nhiên đứng lên nhưng hắn vừa nói xong thân hình long kình thiên chợt lóe liền đi tới trước mặt thiên sư trong tay hắn tia sáng chợt lóe tung ra thái hư thần phủ thái hư thần phủ bay ra đại trận trong đó được kích hoạt, hung hăng va chạm vào nhau, đập bay thiên sư. Long kình thiên muốn giết hắn không phải khó nhưng phải tốn chút sức. Dù sao đối phương cũng là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, nên hắn liền đem hạ phẩm hỗn độn linh bảo là thái hư thần phủ ra để giải quyết đối phương cho nhanh. Không bao lâu sau, thiên sư cùng tên trưởng lão trước kia đã bị thái hư thần phủ đánh tan thành cho bụi, chết không nhắm mắt. Vốn Long kình thiên không muốn đánh chết hai người này, nhưng ai bảo bọn chúng lại động vào ranh giới của long kình thiên đặc biệt là thiên sư lại còn nổi lên sắc tâm với hai người hứa vũ quân và mộ dung thiến nữa thái thượng trưởng lão cùng với ba vị trưởng lão khác của thiên sư môn nhìn long kình thiên đánh chết hai người thiên sư thì sợ hãi ngay ra đứng im tại chỗ không dám tiến lên đánh cũng không dám chạy trốn sau khi đánh chết hai người thiên sư long kình thiên mới quay ra nhìn bốn người còn lại bốn người thấy Long Kình Thiên nhìn về phía mình thì trong lòng sợ hãi. Đột nhiên, một người trong đó quỳ xuống đất xin tha mạng, ba người khác thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống xin tha không ngừng. Cuối cùng, Long Kình Thiên không giết bốn người mà gieo mầm mống tín ngưỡng vào trong linh hồn chi hải của họ. Thu phục bốn người, khống chế thiên sư môn. Sau khi khống chế thiên sư môn xong, Long Kình Thiên để tử thiên Long Hoàng và cửu vĩ thiên miêu chỉnh đốn thiên sư môn, còn mình và Hứa Vũ Quân cùng Mộ Dung Thiến tiến vào Thái Hư Thần phủ tiếp tục tu luyện. Bởi vì hai người thiên sư là Kim Tiên Sơ Kỳ và Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong, nên kim tiên lực và kim tiên pháp tắc ẩn trong tiên phù của bọn họ mạnh hơn gấp 10 lần so với 200 tấm thiên tiên phù mà Long Kình thiên luyện hóa trước đây. Đặc biệt, kim tiên pháp tắc trong tiên phù của hai người này rất có ích cho việc đột phá bình cảnh kim tiên của hai nàng. Ở tiên giới, thiên tiên chỉ như bình dân chỉ khi lĩnh ngộ được kim tiên pháp tắc và đột phá được cảnh giới kim tiên thì thân phận và địa vị mới có thay đổi lớn. Long Kình Thiên cùng hai nàng ngồi xếp bằng thành hình tam giác ở bên trong thái hư thần phủ, thúc giục pháp trận, còn tiên phù của hai người thiên sư thì để bay lơ lửng trên đỉnh đầu ba người. Ba người không ngừng vận chuyển công pháp khiến cho hai tấm tiên phù kim tiên bắt đầu tỏa ra vô số kim tiên lực, rồi không ngừng bị ba người hấp thu. Đồng thời, từng ti kim tiên pháp tắc cũng bị dung nhập vào trong tiên phù của ba người. Kim tiên lực càng được hấp thu nhiều thì thiên địa trong tiên phù của Long Kình Thiên càng vững chắc. Thiên địa pháp tắc trong đó cũng ngày càng nhiều, vốn chỉ có hơn 100 nhánh thiên địa pháp tắc, thì bây giờ đã tăng lên hơn 1.000 nhánh. Không chỉ thế, những thiên địa pháp tắc này còn được luyện hóa, mỗi một nhánh đều to hơn cánh tay. Cũng trong quá trình hấp thu kim tiên lực, khí tức của hai nàng không ngừng gia tăng. Mấy tháng sau, rốt cuộc ba người Long Kình Thiên cũng đã luyện hóa hoàn toàn hai tấm tiên phù kim tiên, sau đó mới ra khỏi thái hư thần phủ. Sau khi ra ngoài, trên người hai nàng thậm chí đã có khí tức của kim tiên. Tu vi và thực lực đã tăng gấp đôi so với trước, đạt được nửa bước của cảnh giới kim tiên. Chẳng qua, cảnh giới kim tiên cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Ở tiên giới, 10 người thì có tới 9 người dừng lại ở cảnh giới dưới kim tiên, chỉ có một người có thể trở thành kim tiên chính thức. Sau khi Long Kình Thiên ra ngoài, liền gọi vị Thái thượng trưởng lão Khương Hải tới, hỏi: "Ngươi biết gần đây có nơi nào bán tiên linh thủy tinh, phèn chu ánh trăng không?" Long Kình Thiên kể ra gần trăm loại tài liệu khoáng thạch. Đây đều là những tài liệu để luyện hóa trấn thiên tháp lên trung phẩm. "Bẩm chủ nhân, ở Xích Minh thành chắc là có những tài liệu này." Khương Hải cung kính đáp: xích minh thành này là do mấy ngàn môn phái tiên gia xích sơn chúng ta cùng nhau tạo thành là nơi giao dịch lớn nhất xích sơn chúng ta xích minh thành long kình thiên gật đầu sau đó lại hỏi tình huống cụ thể của các môn phái ở xích sơn khương hải không hổ là thái thượng trưởng lão của thiên sư môn là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong nên hiểu rất rõ tình huống cụ thể của các thế lực ở xích sơn bởi vậy hắn kể rất chi tiết tỉ mỉ một số thể lực lớn ở Xích Sơn cho Long Kình Thiên. Tiếp đó, Long Kình Thiên hỏi về vị trí của Xích Sơn ở tiên giới. "Bẩm chủ nhân, Xích Sơn chúng ta thuộc Đại Lục Thiên Nguyên. Đại Lục Thiên Nguyên thuộc sự quản lý của Kinh Châu." Thương Hải đáp. "Đại Lục Thiên Nguyên của Kinh Châu?" Long Kình Thiên kinh ngạc. "Kinh Châu thì hắn biết. Tiên giới có 10 vạn châu lục lớn, có mạnh có yếu, mà thực lực của Kinh Châu thì rất mạnh." xếp hạng trong ngàn châu đầu, trong mười vạn mà xếp hạng trong một ngàn đã là rất mạnh. Không chỉ thế, hắn nhớ trong kiếp trước, kinh châu nằm trong phạm vi thế lực của đại la thiên cung của hắn. Trong đầu long kình thiên không khỏi hiện lên từng ký ức của kiếp trước. Khương Hải thấy long kình thiên trầm tư, cũng không dám quấy rầy. Sau khi long kình thiên hồi thần, nói: Ta muốn đi xích minh thành, ngươi dẫn đường đi. Vâng, thưa chủ nhân khương hải vội vàng nói dưới sự dẫn đường của khương hải mấy người long kình thiên tiến đến xích minh thành sáu người đi nhanh bay qua từng ngọn núi cuối cùng dừng lại trước một vùng đồng bằng khổng lồ long kình thiên nhìn khắp thấy trên vùng đồng bằng này có một tòa thành to lớn từ xa nhìn lại phía trên tòa thành linh khí trôi nổi như một con rắn dài màu trắng không ngừng di chuyển long kình thiên phát hiện tòa thành lớn này nằm trên một linh mạch rất lớn và vì có linh mạch này mà linh khí phía trên tòa thành mới đậm đặc như vậy chủ nhân đó chính là xích minh thành hương hải chỉ vào tòa thành khổng lồ kia nói xích minh thành này trải qua mấy tỷ năm xích sơn chúng ta do vô số cường giả kim tiên chế tạo với rất nhiều cấm chế không kể xiết trừ cường giả đại la kim tiên trở lên nếu không không thể công phá thành long kình thiên gật đầu cấm chế của xích minh thành rất nhiều đúng là có chút sức phòng ngự chẳng qua số cấm chế này ở trong mắt đại la thiên tôn long kình thiên không tính là gì cách thức luyện chế quá thô nếu là trước kia chỉ cần tên đệ tử yếu nhất của mình thổi một cái thì cũng có thể tiêu diệt xích minh thành này vạn lần sau đó lúc mấy người long kình thiên đi tới trước cửa xích minh thành hóa ra là thái thượng trưởng lão khương hải của thiên sư môn trước cửa thành một tên lính thủ thành kim tiên nhìn thấy khương hải liền tiến lên cười lạnh nói. Khương Hải nhíu mày nhưng không mở miệng, trực tiếp lấy ra 20 mai tiên đang hạ phẩm ném cho tên gác cổng, rồi muốn dẫn Long Kình Thiên vào thành. Chờ đã. Tên thủ thành Kim Tiên đột nhiên mở miệng nói, duỗi tay phải ra, ngăn lại mấy người Khương Hải và Long Kình Thiên. Sau đó chỉ vào năm người Long Kình Thiên, hỏi. Năm người này không phải đệ tử của Thiên Sư Nha. Bọn họ là ai? Khương Hải nhíu mày năm vị này là khách quý của thiên sư môn khách quý hả tên thủ thành hừ lạnh nói năm người bọn họ thân phận khả nghi cho nên không thể vào thành xích thành thành chủ còn nói người khả nghi cần bị mang về điều tra thẩm vấn rõ ràng nói xong liền vung tay với mấy tên lính gác khác mấy tên lính gác cổng liền muốn tiến lên bắt năm người long kình thiên khương hải giận dữ thân phận khả nghi hả mỗi ngày có nghìn vạn người ra vào xích minh thành sao ngươi không thẩm vấn những người khác mà chỉ thẩm vấn bọn ta hơn thế nữa cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe nói vào xích minh thành cần chứng minh thân phận nhâm tiểu giải ta từng đắc tội ngươi nên ngươi cố ý gây chuyện phải không tên lính gác kim tiên nhâm tiểu giải cười lạnh nói cố ý thì làm sao xông lên bắt năm người bọn chúng mang về bọn lính gác liền vây quanh năm người long kình thiên lúc này long kình thiên cũng đi về phía tên thủ thành kim tiên nơi hắn đi qua tất cả lính gác đều cảm thấy có một cỗ lực lượng khủng bố đánh tới ai cũng sợ hãi lui lại ngay cả tên kim tiên nhâm tiểu giải kia cũng không tự chủ được mà liên tục lui về sau ngươi ngươi muốn làm gì nhâm tiểu giải nhìn long kình thiên tới gần vẻ mặt hoảng sợ long kình thiên búng một phát ngực tên nhâm tiểu giải liền đau xót kêu lên một tiếng rồi phun ra một nguồn máu tươi. Chúng ta vào thành. Long Kình Thiên không đánh tiếp, mà quay đầu nói với hứa vũ quân, mộ dung thiến, tử thiên Long Hoàng và cửu vĩ thiên miêu. Nói xong, năm người liền đi vào thành, Khương Hải vội vàng theo sau. Nhâm tiểu giải đứng im tại chỗ, tay che ngực, vẻ mặt hoảng sợ, không dám mở miệng ngăn cản nữa. Nhâm đội trưởng, chúng ta có phải báo cho thành chủ đại nhân không? Lúc này, một tên lính gác tiến lên hỏi. Nhâm tiểu giải kinh sợ còn không có chỗ phát tiết, nghe câu này liền tác tên kia một cái khiến cho hắn đầu óc choáng váng, quát. Báo cho thành chủ đại nhân hả? Đầu óc mày có vấn đề à? Tên lính gác kia mặt sưng đỏ, nhưng không dám oán hận một câu, cúi đầu đứng đó không nói một lời. Sau khi sáu người Long Kình Thiên vào thành, chỉ thấy bên trong thành người đến xe đi, hai bên đường phố, cửa hàng sang sát, cực kỳ nhộn nhịp bốn người hứa vũ quân, mộ dung thiến, tử thiên long hoàng, cửu vĩ thiên miêu là lần đầu tới thành trì của tiên giới, nhìn thành trì mà không ngừng kinh ngạc. So với thành trì của tiên giới, những hoàn thành của nhân gian kia cũng chỉ như thôn nhỏ mà thôi, thậm chí cũng không bằng thôn nhỏ. Toàn bộ kiến trúc thành của tiên giới đều được làm từ tiên thạch của tiên giới, tài liệu tinh khiết, đất lóng lánh, xa hoa, mang đậm tính tiên gia. Dưới sự dẫn đường của Khương Hải, năm người long kình thiên đi tới cửa hàng tài liệu luyện khí nói là cửa hàng nhưng thực chất là một chợ giao dịch lớn riêng phần tiền điện cũng chứa được mấy vạn người mấy người long kình thiên đi vào cửa hàng chỉ thấy trên các quầy của tiền điện bày rất nhiều những viên đá đẹp bên trong những viên đá này đã khoét rỗng hình thành một thế giới chứa từng dược liệu tinh khiết nội đăng yêu thú thậm chí có cả tiên khí tiên đan nhìn không gian bên trong những viên đá đẹp kia có rất nhiều các ngọn núi dược liệu, tinh khiết, nội đan yêu thú, tiên khí, tiên đan, hứa vũ quân sợ hải thang. Dược liệu bên trong những viên đá này thật tinh khiết. Nếu đưa chúng đến nhân gian thì có thể chất đầy ba nhĩ tinh hệ. Chất đầy ba nhĩ tinh hệ. Có thể biết dược liệu tinh khiết đến mức nào. Mộ Dung Thiến cũng cảm thán, nói: Nhiều dược liệu như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiên thạch. Lúc này, Hương Hải nói: Cửa hàng này là một trong những tài sản của thành gia ở thiên nguyên đại lục chúng ta. Thành gia là gia tộc vương giả của thiên nguyên đại lục, không chỉ có chi nhánh ở xích minh thành mà còn có chi nhánh ở mỗi tòa thành của thiên nguyên đại lục. Đừng coi đó chỉ là một chi nhánh, người phụ trách chi nhánh đó chính là một đại la kim tiên đấy. Đại la kim tiên Ngoại trừ Long Kình Thiên, bốn người hứa vũ quân, mộ dung thiến đều kinh hải. Ở tiên giới, Đại La Kim Tiên có thể coi là cường giả một phương, thế mà lại chỉ là người phụ trách của một chi nhánh. Vậy có thể tưởng tượng thực lực của thành gia này rồi. Ở tiên giới, dưới phái đế vương chính là phái vương giả. Mặc dù phái vương giả không mạnh bằng phái đế vương nhưng lại có tiên quân trấn giữ. Ở tiên giới, môn phái có tiên quân chính là thế lực hạng nhất rồi. Long Kình Thiên kinh ngạc khi nghe Khương Hải nói cửa hàng này là tài sản của thành gia ở Thiên Nguyên Đại Lục hắn biết lão tổ của thành gia bởi vì trước kia khi hắn giảng đạo thì lão tổ thành gia này cũng tới đại la thiên cung của hắn để nghe giảng vốn lão tổ thành gia chỉ là một tiên quân sơ kỳ không có tư cách vào đại la thiên cung nghe hắn giảng đạo nhưng vì lão thành tâm quỳ bái một năm nên hắn thấy lão bền lòng mới cho phép lão tổ thành gia này vào đại la thiên cung nghe giảng tính ra lão tổ thành gia này cũng được coi là nửa tên đệ tử ký danh của hắn sáu người Long Kình Thiên đi dạo trong đại điện một vòng, sau đó trở về trước quầy hàng, đưa danh sách tài liệu cần mua lần này cho một tên đệ tử thành gia. Tên đệ tử thành gia nhìn danh sách xong liền kinh hãi, những tài liệu này đều là tài liệu hiếm thấy. Xin các hạ chờ một chút. Tên đệ tử thành gia này nhìn Long Kình Thiên một cái, sau đó xoay người tiến vào gian trong. Một lát sau, tên đệ tử thành gia kia dẫn theo một người trung niên đi ra người trung niên này là một kim tiên hậu kỳ chắc là một quản sự của thành gia các hạ nhìn rất lạ mặt người trung niên đi tới trước mặt mấy người long kình thiên ông quyền rồi cười nói với long kình thiên long kình thiên lạnh nhạt nói sao tới chỗ của các người mua đồ còn cần chứng nhận thân phận nữa à người trung niên khẽ giật mình liền cười ha hả này thì không cần tại hạ chỉ thuận miệng hỏi thôi nói xong liền đưa một chiếc nhẫn không gian ra, nói. Đây là tài liệu các hạ muốn, tổng cộng hết 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiên giới giao dịch cũng dùng linh thạch và tiên đan để trao đổi. Long Kình Thiên nhận nhẫn không gian, dùng thần thức liếc qua, bên trong chứa rất nhiều tài liệu, đều là tài liệu cần thiết để trấn thiên tháp thăng cấp lên trung phẩm. Đây là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Long Kình Thiên bắn ra một chiếc nhẫn không gian. Tuy 300 vạn hạ phẩm linh thạch không phải ít nhưng thiên sư môn thì vẫn có. Người trung niên kia nhận những không gian, quét qua thần thức, linh thạch bên trong vừa vặn là 300 vạn. Mua tài liệu xong, Long Kình Thiên không ở thêm mà cùng mấy người hứa vũ quân rời cửa hàng. Sau khi rời cửa hàng, mấy người lại đi dạo trong xích minh thành cả ngày. Ngay khi mấy người đang đi theo đám người phía trước thì đằng trước đột nhiên bạo động nghe nói tam tiểu thư xích linh nhi của xích minh phủ vừa từ diệt tinh tiên môn về rồi với thiên phú của xích linh nhi tiểu thư thì chắc chắn sẽ đạt được cảnh giới đại la kim tiên mấy người đang bàn tán thì đột nhiên phía trước tránh ra một lối đi mười mấy người cưỡi tiên thú đi qua đi đầu là một người cô gái rất xinh đẹp mặc tiên bào màu xanh nhạt bên trên theo chín ngôi sao ánh sáng lập lòe đây chắc là tam tiểu thư xích linh nhi của xích minh phủ trong lời bàn tán rồi người hai bên đường bàn tán xôn xao, ánh mắt hâm mộ, sùng kính, đặc biệt là nam đệ tử của một vài môn phái thì tỏ vẻ si mê. Xích Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, mặt nâng lên. Không khỏi kiêu ngạo. Nhìn mấy người Xích Linh Nhi rời đi, hứa vũ quân không nhịn được hỏi. Diệt tinh tiên môn là môn phái nào, vào được diệt tinh tiên môn thì rất giỏi sao? Khương Hải nói. Đại lục thiên nguyên chúng ta không có đế vương, chỉ có ba thế lực vương giả một là thành gia hai là diệt tinh tiên môn ba là cửu băng cung ngoài thành gia thì hàng năm diệt tinh tiên môn và cửu băng cung đều thu đệ tử nhưng điều kiện rất hà khắc có thể đi vào diệt tinh tiên môn và cửu băng cung thì hầu hết đều là thiên tài của đại lục thiên nguyên long kình thiên gật đầu hắn cũng biết diệt tinh tiên môn này chẳng qua không phải biết lão tổ của diệt tinh tiên môn mà là năm đó trong một lần Long Kình Thiên đi du lịch bên ngoài thì gặp được một vị thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Tiên Môn, thấy đối phương có cơ hội đột phá tiên đế nên đã chỉ điểm một chút. Hàng năm Diệt Tinh Tiên Môn tuyển đệ tử như thế nào? Long Kình Thiên trầm ngâm hỏi. Khương Hải khẽ giật mình, cung kính nói. Bẩm chủ nhân, tổng bộ của Diệt Tinh Tiên Môn nằm tại Diệt Tinh Vương Thành, tháng 3 hàng năm sẽ tuyển đệ tử ở đó. Tháng 3 sao? Long Kình Thiên suy ngẫm bây giờ là tháng 12, vậy còn 3 tháng nữa. Diệt tinh Vương Thành cũng không xa, chắc là sẽ tới kịp. Kình Thiên, chẳng lẽ chàng định dự tuyển làm đệ tử Diệt tinh tiên môn sao? Mộ Dung Thiến hỏi. Long Kình Thiên cười cười. Không phải ta, là chúng ta. Chúng ta ư. Bốn người hứa vũ quân, Mộ Dung Thiến nhìn nhau, trăm miệng một lời. Long Kình Thiên gật đầu nói. Ừ, gia nhập môn phái lớn thì Long Kình Thiên có thể lợi dụng tài nguyên của môn phái để tu luyện, như vậy thực lực sẽ khôi phục nhanh hơn. Không chỉ thế, mỗi ngày tiên giới đều diễn ra giết chóc, tranh đoạt, các môn phái nhỏ đều có thể tùy thời bị diệt vong. Nếu gia nhập môn phái lớn, trở thành đệ tử, thì có thể bảo vệ mình. Diệt tinh tiên môn là môn phái vương giả lớn, đã tồn tại 10 tỷ năm, sẽ không dễ dàng bị diệt vong. Ở trong diệt tinh tiên môn, Long Kình Thiên có thể từ từ khôi phục thực lực, chờ ngày nổi dậy. Vốn Long Kình Thiên định thu phục các môn phái ở Xích Sơn trước rồi mới gia nhập một môn phái lớn. Nhưng bây giờ Long Kình Thiên lại thay đổi chủ ý, dù sao có thu phục được các môn phái của Xích Sơn hay không cũng không sao. Thực lực của cá nhân là quan trọng nhất. Còn nữa, việc Tinh Tiên môn không phải môn phái đế vương, cho nên Long Kình Thiên trà trộn vào đó rồi sau này nổi dậy khống chế Diệt Tinh Tiên môn thì trong tiên giới mênh môn này, cũng sẽ không gây chấn động lớn. Như vậy là tốt nhất, trước khi thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục thì hắn cũng không muốn bại lộ thân phận Đại La Thiên Tôn của mình. Sau khi quyết định xong, Long Kình Thiên cùng bốn người Hứa Vũ Quân định tiến về Diệp Tinh Vương thành. Nhưng ngay khi mấy người chuẩn bị rời đi Xích Minh thành thì sau lưng truyền đến tiếng quát. "Thủy trưởng lão, tứ đệ Phương Thanh là bị tên ranh kia gây trọng thương đấy." Mấy người Long Kình Thiên không khỏi quay đầu lại, nhướng mày người đến là mấy tên đệ tử phương gia đã gặp trước đó vài ngày trong đám người có tiểu thư phương gia phương tuyết từng được long kình thiên cứu còn có tên thanh niên mũi ưng phương thanh và tên gia vàng phương hòa một lát sau đám đệ tử nhà họ phương đã đi tới trước mặt mấy người long kình thiên thủy trưởng lão chính là hắn phương hòa chỉ vào long kình thiên nói với thủy trưởng lão tên mũi ưng phương thanh bị long kình thiên đánh trọng thương thì thù hận nhìn long kình thiên nghiến răng nghiến lợi nói tên ranh lúc trước ngươi nói ngươi cứu nhị tỷ của ta từ tay thiên sư môn và đã giết đệ tử thiên sư môn nhưng bây giờ ngươi lại đi cùng thái thượng trưởng lão của thiên sư môn ngươi giải thích thế nào đây hắn chỉ khương hải sau lưng long kình thiên nói phương hòa cười lạnh giải cứu cái gì bọn chúng đã thông đồng với thiên sư môn trước rồi nói xong phương hòa quay qua nói với phương tuyết nhị muội giờ muội đã tin bọn chúng là cùng một bọn chưa thủy trưởng lão kia giơ tay lên phương hòa cùng phương thanh liền im lặng thủy trưởng lão nhìn khương hải lạnh lùng nói khương hải tên này đã làm đệ tử phương gia bị thương ta không quan tâm năm người bọn chúng có quan hệ gì với thiên sư môn bây giờ ta muốn bắt bọn chúng về phương gia trị tội tốt nhất là ngươi đừng xen vào còn việc các ngươi bắt cóc nhị tiểu thư phương tuyết của chúng ta thì chúng ta sẽ tính với các ngươi sau nói xong hắn liền giơ lên tay trái chụp một trảo về phía long kình thiên tên thủy trưởng lão là một kim tiên sơ kỳ một trảo hắn tung ra liền xuất hiện vô số kim quan tạo thành một tấm lưới vàng bao phủ xuống thủy trưởng lão nhìn kim võng đang chụp xuống đầu long kình thiên trong lòng cười nhạt chỉ là một tiểu tử thiên tiên mà thôi thực lực có mạnh đi chăng nữa thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn hay sao khương hải thấy thế đang lúc muốn xuất thủ thì toàn thân long kình thiên chợt lóe lôi quang chỉ thấy cái kim võng kia liền bị đánh sơ sát tiếp đó long kình thiên một trưởng đánh lên ngực thủy trưởng lão thủy trưởng lão kêu thảm một tiếng rơi mạnh xuống đất một cái thanh âm của đám người phương thanh phương hòa mới vừa còn đang hung hăng càng quấy vẻ mặt đầy hận ý lập tức đình chỉ ánh mắt rơi xuống trên người thủy trưởng lão sinh tử không rõ, vẻ mặt ngốc trệ. Long kình thiên hướng hai người phương thanh, phương hòa đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương thanh thấy Long kình thiên đi tới, vẻ mặt hoảng sợ nói. Long kình thiên không có mở miệng, trực tiếp xuất trưởng đem hai người phương thanh, phương hòa đánh bay. Lần trước, hắn đã bỏ qua cho bọn hắn, lần này ra tay tự nhiên không có nhẹ rồi. Ba người này trở về, nhất định sẽ thành phế nhân. Các ngươi, cút. Long Kình Thiên nhìn chúng Phương gia đệ tử mà hừ lạnh một tiếng. Chúng Phương gia đệ tử chỉ thấy trong ốc nổ vang, bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, rối rít mà mang theo thủy trưởng lão cùng ba người kia chạy trốn, còn vị Phương Tuyết kia trước khi đi còn liếc Long Kình Thiên một cái đầy hận ý, tuy rằng hận ý đã cố ý che giấu rất tốt nhưng Long Kình Thiên vẫn có thể nhìn ra được. Xem ra, Phương Tuyết này cùng Phương Thanh Phương Hòa kia cho rằng lúc trước hắn xuất thủ cứu giúp chỉ là một cái âm mưu, là đồng lõa của thiên sư môn. Bất quá, Long Kình Thiên không có để trong lòng. Chúng ta đi thôi. Đợi chúng Phương gia đệ tử rời đi, Long Kình Thiên cũng mang theo đám người hứa vũ quân ly khai, rời khỏi Xích Minh Thành. Tuy rằng Xích Minh Thành cấm không được xuất thủ, nhưng mà một ít tiểu nháo bình thường thì thành tuần vệ lại không để ý tới, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người là được rời khỏi xích minh thành long kình thiên liền giao cho khương hải một sự tình đem môn chủ lệnh bài của thiên sư môn giao cho hắn lại để cho khương hải trở về sư môn cố gắng tu luyện đợi hắn trở về về phần phương gia kia có nổi giận hay không trả thù thiên sư môn hay không long kình thiên thực không để trong lòng phương gia thực lực dù sao so với thiên sư môn mạnh hơn một ít nhưng cũng không bao nhiêu hơn nữa trước khi rời đi hắn đã bố trí một cái đại trận phòng ngự cho thiên sư môn rồi vì vậy, Long Kình Thiên liền tiếp tục tiến về Diệt Tinh Vương Thành, mà Khương Hải lại trở về Thiên Sư Môn. Dựa theo phương hướng trong lời Khương Hải, năm người Long Kình Thiên một đường chạy vội, năm người Long Kình Thiên một bên tu luyện một bên luyện chế lại Trấn Thiên Tháp lần nữa. Một tháng sau, rốt cuộc đã đem Trấn Thiên Tháp đề thăng lên cấp bậc tiên khí. Hai tháng sau, năm người Long Kình Thiên rốt cuộc đã đi tới Diệt Tinh Vương Thành. Trên đường, năm người Long Kình Thiên gặp phải mấy đám kiếp vĩ, những đám kiếp vĩ này tự nhiên bị năm người Long Kình Thiên toàn bộ diệt sát, nói như vậy, nhân số kiếp vĩ tuy nhiều nhưng thực lực lại chẳng ra sao, nhiều nhất chỉ là Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong, Kim Tiên Hậu Kỳ, Đại La Kim Tiên có địa vị không thấp tự nhiên không có làm ra những sự tình mất thể diện này. Sau khi đem những đám kiếp vĩ này giết hết, từng cái tiên phù đều bị hắn luyện hóa, làm cho lúc năm người chạy tới diệt tinh vương thành thực lực so với lúc trước tăng lên gần gấp đôi long kình thiên khôi phục tới thiên tiên trung kỳ mà hứa vũ quân mộ dung thiên càng tiếp càng tiếp, càng tiếp cận với kim tiên chi cảnh tùy thời có thể đột phá lên kim tiên về phần tử thiên long hoàng cùng cửu vĩ thiên miêu cũng đều nửa bước kim tiên tuy nhiên thực lực lại không bằng hai người hứa vũ quân nhưng cũng rất mạnh đây là diệt tinh vương thành đứng trước diệt tinh vương thành Mộ Dung Thiên nhìn tường thành dài mười mấy vạn dặm, cao mấy ngàn trượng kia không khỏi sợ hãi tháng phục. Diệt tinh vương thành này chỉ sợ so với ba nhĩ tinh hệ còn muốn lớn hơn A. À. Tử Thiên Long Hoàng cũng sợ hãi thang. Long Kình Thiên cười nói. Mười cái ba nhĩ tinh hệ đều không có lớn bằng diệt tinh vương thành. Mười ba cái tinh hệ không lớn bằng diệt tinh vương thành. Bốn người hứa vũ quân ngược lại hít một hơi lãnh khí. Một tòa vương thành vậy mà lớn như vậy. Long Kình Thiên nói. Xích Minh Thành là chủ thành, cùng ba nhĩ tinh hệ dưới nhân gian không sai biệt lắm, nhưng một tòa vương thành diện tích bình thường lớn hơn 30 lần chủ thành, về phần đế đô đế vương đại phái so với vương thành còn lớn hơn gấp 10 lần. Bốn người hứa vũ quân nghe vậy không khỏi chóng mặt, vậy là một cái đế đô lớn gấp 300 lần chủ thành. Sau khi giao hơn 1.000 khỏa hạ phẩm tiên đang xong, năm người Long Kình Thiên liền tiến nhập diệt tinh vương thành. Vừa tiến vào thành, một cổ tiên linh khí nồng đậm dị thường phả vào mặt. Sinh minh thành linh khí đã xem như nồng đậm rồi, nhưng mà so ra với cái diệt tinh vương thành này lại mỏng mạnh dị thường rồi. Mẹ kiếp, tu luyện tại diệt tinh vương thành này, so với mỗi ngày nuốt một khỏa hạ phẩm tiên đang còn muốn tốt hơn nhiều đó chứ. Cửu vĩ thiên miên không nhịn được dò hỏi. Tử thiên long hoàng nói. Nếu có thể tu luyện tại đế đô chi thành, coi như ngu ngốc thì cũng có thể đột phá kim tiên A việc tinh vương thành linh khí nồng đậm như thế có thể tưởng tượng được tại đế đô chi thành tu luyện chỉ cần cố gắng cho dù thiên phú thấp đi chăng nữa hoàn toàn chính xác có thể đột phá tới kim tiên long kình thiên nói đế đô chi thành không dễ dàng tiến vào như vậy đâu mỗi một tòa đế đô chi thành đều là do đế vương đại phái kiến tạo chỉ có đệ tử mới có thể tiến nhập về phần vương thành chủ thành thì không có nhiều quy củ như vậy chỉ cần giao đủ tiên đan là được không biết thiên đình thiên không chi thành là cái dạng gì lúc này hứa vũ quân mở miệng nói long kình thiên cười nói về sau nàng sẽ biết bất quá thiên không chi thành bình thường không có mở cửa chỉ có thiên đình tổ chức thiên tài chiến mỗi vạn năm một lần thì mới được mở ra thiên tài chiến bốn người hứa vũ quân nhìn long kình thiên long kình thiên gật đầu cứ mỗi một vạn năm thiên đình lại tổ chức một lần thiên tài chiến chuyên môn khai cuộc thiên tài của các phái, nếu như có thể tại thiên tài chiến trổ hết tài năng, có thể đạt được trọng dụng của thiên đình, một bước lên trời. Thiên tài chiến kia, mặc kệ người phương nào cũng có thể tham gia. Mộ dung thiến hỏi. Long kình thiên lắc đầu. Không phải, chỉ có đế vương đại phái, gia tộc hạch tâm đệ tử mới có thể tham gia, hơn nữa thực lực phải ngoài tiên quân mới được. Đế vương đại phái, gia tộc. Tiên quân thực lực, bốn người chấn động. Thiên tài chiến này yêu cầu cũng quá cao a. À. Lão đại, chúng ta tiến vào diệt tinh tiên môn, đây chẳng phải là không có cơ hội tham gia thiên tài chiến hay sao? Cửu vĩ thiên miêu nói. Long kình thiên nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của cửu vĩ thiên miêu mà cười nói. Như thế nào? Ngươi rất muốn tham gia lần thiên tài chiến này sao? Nói tới đây, hắn dứng một chút rồi mới nói tiếp. Kỳ thật chúng ta tiến vào diệt tinh tiên môn cũng không phải là không có cơ hội tham gia thiên tài chiến. Cửu vĩ thiên miêu hai mắt sáng ngời. Lão đại, nói xem như thế nào. Lúc này, tử thiên long hoàng trêu ghẹo một câu. Ngươi đến lúc đó đột phá tới tiên đế, không phải là có thể tham gia thiên tài chiến rồi sao? Cửu vĩ thiên miêu khẽ giật mình. Mọi người không khỏi ha hả cười. Bất quá, tử thiên long hoàng ngược lại nói có chút chính xác, nếu cử vĩ thiên miêu có thể tấn thăng tiên đế, diệt tinh tiên môn có tiên đế cường giả lập tức trở thành đế vương đại phái, dĩ nhiên là có tư cách tham gia thiên tài chiến lần này rồi. Nói đến thiên đình thiên tài chiến, không khỏi gợi Long Kình Thiên nhớ lại rất nhiều năm trước, hắn đã từng là đệ nhất nhân thiên đình thiên tài chiến. Năm người Long Kình Thiên một bên đàm tiếu, một bên đi tới diệt tinh tiên môn. Tuy rằng năm người đã tới diệt tinh vương thành nhưng diệt tinh tiên môn lại nằm ở phía đông vương thành, năm người lại phải dùng 10 ngày mới có thể đi tới sơn môn diệt tinh tiên môn. Đây là diệt tinh tiên môn. Bốn người hứa vũ quân mắt nhìn ngọn tiên sơn cao tới mấy vạn trượng, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm vẻ mặt khiếp sợ. Phía trên sơn mạch dài không biết bao nhiêu vạn dặm này có vô số cung điện, tiên thú bay lượng, cổ mộc che trời, bầy bố kéo dài tới tận chân trời, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít đệ tử mặt diệt tinh tiên bào phi hành, phi hành tại tiên giới, thực lực ít nhất phải là ngoài kim tiên, đây mới chỉ là ngoại môn mà thôi. Long kình thiên thấy thần sắc bốn người như vậy liền nói ra, chỉ là ngoại môn, bốn người lại kinh hô, đúng vậy, vương giả đại phái như diệt tinh tiên môn này đều có tiên quốc của chính mình, những tiên quốc này tự thành thế giới là căn cơ của diệt tinh tiên môn long kình thiên nói chúng ta chỗ này chỉ nhìn thấy ngoại môn mà thôi đi thôi chúng ta đi báo danh năm người long kình thiên hướng chỗ tuyển đệ tử diệt tinh tiên môn đi tới chỗ tuyển nhận đệ tử nằm tại chân núi lúc năm người long kình thiên đi tới thì đã là cảnh người người tấp nập thời điểm hàng năm tuyển nhận đệ tử diệt tinh tiên môn một trong tam đại thế lực mạnh nhất của thiên nguyên đại lục tất cả đệ tử tiểu môn phái, tiểu gia tộc đến đây dự thi không biết bao nhiêu người. Tuy rằng việc tinh tiên môn thiết lập mấy trăm điểm tuyển nhận đệ tử nhưng mà mỗi một nơi vẫn có cảnh xếp hàng thật dài. Thật vất vả năm người Long Kình Thiên mới tới lượt báo danh, sau khi giao ra một vạn hạ phẩm tiên đang làm phí báo danh, sau đó từng người nhận được một cái lệnh bài, trong lệnh bài có trình bày nội dung khảo hạch rõ ràng. Sau khi năm người nhỏ máu nhận chủ, nội dung khảo hạch liền in vào óc mọi người. Khảo hạch diễn ra tại 3 ngày sau, đến lúc đó tất cả người dự thi đều phải tập hợp tại quảng trường Diệt Tinh Tiên môn, sau đó lần lượt truyền tống tới hoang đảo thí luyện. Mỗi một cái hoang đảo ứng với một cửa ra, người dự tuyển đầu tiên ra khỏi liền có thể trở thành Diệt Tinh Tiên môn đệ tử. Bất quá, trên hoang đảo có vô số tiên thú sinh hoạt, những tiên thú này thực lực đều rất mạnh, yếu nhất đều có Thiên Tiên hậu kỳ thực lực, mạnh nhất thậm chí có Kim Tiên kỳ. Cho nên mỗi một năm người dự thi đều có một bộ phận lớn tán thân trong bụng tiên thú, trở thành thực vật cho tiên thú. Hoang đảo thí luyện này có 100 tòa, cho nên hàng năm dịp tiên tiên môn chỉ tuyển nhận 100 đệ tử. Hàng năm, người tới đây dự tuyển ít nhất có mấy ngàn vạn, mấy ngàn vạn tuyển ra 100 trăm người, tỷ lệ có thể tưởng tượng được. Long Kình Thiên âm thầm gật đầu, phương pháp này coi như không tệ. Mỗi người tại hoang đảo đều phải bộc lộ hết tài năng, không chỉ riêng thực lực cá nhân mà còn có cơ trí, đây mới chính là điều kiện thiết yếu nếu muốn sinh tồn được tại tiên giới. Ngay tại lúc năm người Long Kình Thiên ly khai, đột nhiên có một hồi bạo động. Nhìn kia, đó chính là Lạc Uy Thiếu Thành chủ Lạc Vân Thành. Nghe đồn hắn có như ý tiên thể, là thiên tài vạn năm có một, tu luyện không đến 20 năm đã là thiên tiên đỉnh phong, vô hạn tiếp cận kim tiên. Không nghĩ tới năm nay hắn cũng tới tham gia diệt tinh tiên môn ứng thí. Bên cạnh Lạc Uy chính là Âu Dương Thành càng không thành. Âu Dương Thành này nghe đồn là thượng cổ cửu thiên huyền tiên chuyển thế, thực lực so với Lạc Uy còn muốn mạnh hơn. Ngay cả cường giả kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cũng có thể đánh chết. Ánh mắt năm người Long Kình Thiên theo đám người nhìn lại, chỉ thấy hai người trẻ tuổi anh Tuấn bất phàm. Khí vũ hiên ngang từ xa đi tới, phía sau hai người một đám nô bột đi theo. Long Kình Thiên đem thần thức quét qua một cái, Tiên phù của hai người Lạc Uy cùng Âu Dương Thành này so với thiên tiên bình thường muốn lớn hơn gấp đôi, có thể so với kim tiên sơ kỳ cường giả. Hơn nữa, thiên tiên pháp tắc hai người ngưng tụ thô to như ngón út, thiên phú đích xác là không tệ. Phải biết, thiên tiên bình thường, thiên tiên pháp tắc ngưng tụ được chỉ nhỏ như sợi tóc mà thôi. Đương nhiên, hai người cùng mộ dung thiến, Tử Thiên Long hoàng cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu so ra còn kém hơn rất nhiều về phần hứa vũ quân lại càng không phải nói lúc hai người lạc uy âu dương thành đi ngang qua năm người âu dương thành kia không khỏi liếc nhìn long kình thiên một cái âu dương thành huynh làm sao vậy lạc uy trong lòng cảm thấy kỳ quái hỏi âu dương thành nói năm người này không đơn giản lạc uy nhìn thân ảnh năm người long kình thiên ly khai cười nói âu dương thành huynh đa tâm rồi năm người Bốn người kia thực lực ngược lại không tệ, nửa bước kim tiên, nhưng mà tiểu tử tóc đen kia chỉ là thiên tiên trung kỳ nho nhỏ, cho dù có mạnh thì như thế nào. Bất quá, với thực lực của Âu Dương Thành Huỳnh, cho dù năm người này liên thủ cũng không phải là đối thủ. Âu Dương Thành nghe vậy liền cười cười, không nói gì. Hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tự tin, dùng thực lực bây giờ của hắn mà nói vẫn có thể đơn giản đánh chết bốn năm kẻ nửa bước kim tiên mà ngay cả kim tiên sơ kỳ bình thường hắn cũng có thể giết chết. Cho nên, hắn tuy rằng nhìn ra thực lực năm người Long Kình Thiên không kém nhưng cũng không để trong lòng. Dùng thiên phú của hắn, trở thành đệ tử đế vương đại phái quả thực không thành vấn đề, lúc này đây hắn tuyệt đối nắm chắc có thể tiến vào diệt tinh tiên môn. Mà năm người Long Kình Thiên sau khi rời khỏi liền tại một tử quán phụ cận ở lại ba ngày. Ba ngày này, năm người Long Kình Thiên không có tu luyện mà chỉ đi dạo quanh Diệt Tinh Vương Thành. Diệt Tinh Vương Thành này so với Xích Minh Thành lớn hơn gấp mấy chục lần, cửa hàng tài liệu, đang dược các loại, thậm chí tiên phù đấu giá cũng đều có, chỉ là một quả thiên tiên tiên phù bình thường giá cũng phải hơn 10 vạn hạ phẩm tiên đan, đối với Long Kình Thiên hiện tại mà nói, hơn 10 vạn hạ phẩm tiên đan này vẫn là giá tiền cực cao, một quả hơn 10 vạn, 10 quả là mấy trăm vạn rồi. Nếu biết rõ một quả thiên thiên tiên phù bán được hơn 10 vạn, chúng ta lúc ấy sớm biết đã giữ lại toàn bộ. Đây không phải bây giờ chúng ta thân gia mấy ngàn vạn rồi sao? Cửu vĩ thiên miêu tiếc núi nói. Long kình thiên nói. Người thân gia có mấy ngàn vạn thì làm được cái gì? Đến lúc đó bị người khác giết chết, đây không phải mọi thứ đều thuộc về kẻ khác sao? Hiện tại, trọng yếu nhất chính là phải gia tăng thực lực, về sau ngươi trở thành tiên đế hô phong hoáng vũ, muốn cái gì mà không được cửu vĩ thiên miêu làm ra vẻ mặt không có ý tứ nói lão đại ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi mà ba ngày rất nhanh qua đi ngày thứ ba năm người long kình thiên tới quảng trường diệt tinh tiên môn lúc trước sau đó theo chúng nhân dự thí đi tới trước truyền tống trận tới hoang đảo bởi vì năm người long kình thiên báo danh tại năm cái địa điểm bất đồng cho nên năm người long kình thiên được an bài tại năm chỗ khác nhau như vậy tránh khỏi xung đột khi thí luyện. Đứng tại Hoang đảo thí luyện, Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua một cái, tình huống người dự thí bốn phía toàn bộ hiện lên trong óc của hắn. Cùng hắn tại Hoang đảo thí luyện này có gần hơn 20 vạn người, hơn phân nửa đều là Thiên Tiên hậu kỳ, không ít người là Thiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong, mà nửa bước Kim Tiên lại có hơn 10 người. Khiến cho Long Kình Thiên ngoài ý muốn chính là càng không thành Âu Dương Thành lúc trước cũng có mặt tại đây mỗi một hoang đảo thí luyện đều do hai gã cường giả đại la kim tiên diệp tinh tiên chủ trì. Hiện tại, bắt đầu theo cửa tiến vào hoang đảo. Lúc này, một trong hai vị chủ trì cao giọng nói. Người đầu tiên ra khỏi lập tức trở thành đệ tử diệp tinh tiên môn. Lời vừa dứt, lập tức 20 vạn người dự thí lập tức lách mình tiến vào cửa. Trần Huynh, nghe nói Âu Dương Thành kia ngay tại hoang đảo thí luyện chúng ta. Nhìn chúng nhân dự thí lần lượt tiến vào, một vị chủ trì không khỏi cười nói. Âu Dương Thành là cửu thiên huyền tiên thượng của chuyển thế, đến đây báo danh tự nhiên hấp dẫn chú ý của Diệp Tinh Tiên Môn. Người còn lại cười nói. Đúng vậy, tuy nhiên hiện tại kết quả chưa rõ nhưng ta rất coi trọng Âu Dương Thành này, hoang đảo của chúng ta hẳn là Âu Dương Thành tài năng tỏa sáng. Ngay lúc hai người chủ trì nghị luận, Long Kình Thiên đã cùng những người dự thí khác lách mình tiến vào cửa vào. Sau khi tiến vào, long kình thiên liền triển khai thần thức sau đó hướng về phía nam lao đi trong lệnh bài thí luyện cũng không có chỉ ra vị trí lối ra chính xác chỉ vạch ra phương hướng bất quá ngay tại lúc long kình thiên vừa tiến nhập không có bao lâu thì đột nhiên có một tiếng quát truyền tới một thiên tiên trung kỳ nho nhỏ mà cũng dám tới hoang đảo thí luyện mộng hảo trở thành đệ tử diệt tinh tiên môn lưu lại cho ta tiếp đó một cái quyền kình phá không mà tới Hướng Long Kình Thiên đánh tới. Hiển nhiên, một gã dự thí nhìn thấy Long Kình Thiên chỉ là thiên tiên trung kỳ, nhịn không được ngứa tay muốn đem Long Kình Thiên giải quyết. Hàng năm, người dự thí tiến vào Hoang đảo đại bộ phận tán thân trong bụng tiên thú, mà một bộ phận khác chính là chết trong tay những người khác. Kẻ xuất thủ với Long Kình Thiên chính là một thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, quyền kình đánh ra uy lực không kém. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền một tiếng hét thảm vang lên chỉ thấy tên thiên tiên hậu kỳ kia như lá rách bắn ngược trở lại máu tươi bắn lên trời cổ một bốn phía bị chặt ngang ngươi gã thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn long kình thiên rối rít bò dậy nhưng lại tiếp tục té xuống long kình thiên ngay cả nhìn đối phương cũng không lại trực tiếp lách mình hướng phía nam đi tới hắn biết rõ một quyền vừa rồi của mình đối phương hẳn phải chết bất quá hiện tại quan trọng nhất là đi tới lối ra cho nên long kình thiên không có thời gian mà đi lấy tiên phù của đối phương tòa hoang đảo này cũng không lớn dùng tốc độ của long kình thiên tối đa năm ngày là có thể đi tới lối ra tại lúc long kình thiên không ngừng chạy tới lối ra tất cả người dự thí cũng đều toàn lực chạy về phía lối ra ngay tại phương hướng cách long kình thiên không xa một thân ảnh như sao băng không ngừng lách mình xuyên qua cổ một tốc độ vậy mà không kém long kình thiên bao nhiêu đúng là Âu Dương Thành kia. Ngoại trừ Âu Dương Thành ra, còn có một người tốc độ không kém, thậm chí so với Âu Dương Thành còn muốn nhanh hơn một chút, là một người trẻ tuổi mặc hoàng bào. Người trẻ tuổi này mỗi lần lách mình khí lưu sau lưng đều ngưng tụ ra một cặp cánh hư ảnh màu đen nhàn nhạt, phía trên cái cánh này lưu động các loại thượng cổ tiên văn, hào quang lập lòe không thôi. Thời điểm người trẻ tuổi lách mình, cái cánh hư ảnh quạt nhẹ nhẹ một cái cả người phản phất trở nên trong suốt, Công kích của tiên thú bốn phía theo đó đều thất bại. Tốc độ người trẻ tuổi vẫn không giảm. Rất nhanh, một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Ban đêm tiên giới không khác nhân gian là bao, một màu đen bao phủ, chỉ là hào quang tinh tú trên bầu trời lại sáng sủa hơn không ít. Tiên giới về đêm là lúc tiên thú hoạt động nhiều nhất, so với ban ngày, ban đêm tiên thú qua lại nhiều hơn vài lần. Hoang đảo yên tĩnh, thanh âm tiên thú gào rú vang lên liên tiếp đêm xuống, tất cả người dự thí không có dừng lại nghỉ ngơi, tại lúc trước khi tiến vào hoang đảo, những người này đều mang theo đủ tiên đan, linh mạch, đủ để chèo chống một đường không ngừng chân. Bất quá, Long Kình Thiên cũng không có cần tới tiên đan, hỗn độn ngũ lôi thụ tại đan điền của hắn không lúc nào không hút vào thiên địa lôi khí. Những thiên địa lôi khí này không ngừng rèn luyện thân thể cùng chuyển hóa thành tiên linh khí, do đó hắn không cần lo lắng cơ thể thiếu thốn tiên linh khí. Hơn nữa, tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn mỗi lần vận chuyển, hỗn độn chi khí sâu trong hư không không ngừng rót xuống, Long Kình Thiên cơ hồ mỗi ngày đều mạnh mẽ hơn một chút. So sánh với lúc mới ngưng tụ tiên phù, lúc này tốc độ thu nạp hỗn độn chi khí đề cao gấp đôi. Trống. Ngay tại lúc Long Kình Thiên không ngừng đuổi theo thời gian, phía trước chợt xuất hiện một đầu yêu thú cực lớn. Đầu yêu thú này có 10 cánh tay dài, hai đầu. Hình thể như khỉ, bất quá gương mặt lại cực kỳ xấu xí, đúng là một trong những loại yêu thú cực kỳ hung tàn tại tiên giới, quỷ hầu. Quỷ hầu trời sinh thần lực, phòng ngự rất mạnh. Quỷ hầu nửa bước kim tiên gào lên một tiếng, hai mắt lập tức bộc phát hung mang vẻ huyết, hơn 10 cánh tay dài đột nhiên hướng Long Kình Thiên vỗ tới. Long Kình Thiên thân hình không ngừng, nhán một cái thân biến thành một thanh cự đạo xuyên qua thân thể quỷ hầu, sau đó lại tiếp tục bước nhanh về phía trước mấy lần hít thở sau long kình thiên khi đã đi được mấy trăm dặm thì đầu quỷ hầu kia đột nhiên vỡ vụn ra hóa thành vô số khối huyết nhục ngay tại lúc long kình thiên ly khai không bao lâu đột nhiên có một đạo thân ảnh rơi xuống bên cạnh tàn thi của quỷ hầu đúng là người trẻ tuổi mặc hoàng bào kia công kích thật lợi hại quỷ hầu nửa bước kim tiên một chiêu mất mạng người trẻ tuổi nhìn thi thể quỷ hầu mà khiếp sợ không thôi nửa bước kim tiên quỷ hầu coi như là hắn thì cũng thể nào dễ dàng một chiêu miễu sát như vậy, nhưng mà bây giờ lại có người một chiêu miễu sát. Chẳng lẽ lần ứng thí này có kim tiên cao thủ? Hắn thầm giật mình, cũng chỉ có kim tiên cao thủ thì mới có thể làm được như vậy. Hơn nữa đối phương không phải là kim tiên sơ kỳ bình thường. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, nếu là kim tiên cao thủ thì căn bản không cần tốn sức tham gia hoang đảo thí luyện, lúc báo danh, Kim Tiên sẽ nhận được khảo hạch khác, chỉ cần thiên phú đạt tới yêu cầu của Diệp Tinh Tiên Môn là có thể trở thành đệ tử Diệp Tinh Tiên Môn. Xem ra, lần hoang đảo thí luyện này, rất thú vị. Người trẻ tuổi hai mắt lập lòe. Ta chính là thượng của tiên đế chuyển thế, không có khả năng thua. Một cái hoang đảo thí luyện nho nhỏ chẳng lẽ còn làm khó được ta. Đệ nhất nhân nhất định là ta. Dứt lời, hắc sắc quan mang không ngừng sôi trào quanh thân, lăng không mà đứng, sau lưng hắn đôi cánh màu đen lần nữa duỗi dài ra, sau đó gập đôi lại rồi đột nhiên vung lên, cả người theo đó hóa thành một đạo hắc sắc quang mang phá không bay đi. Đêm rất nhanh qua đi, sắc trời dần sáng, ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi. Trên đường đi, Long Kình Thiên không biết đã chém giết bao nhiêu yêu thú, đại bộ phận yêu thú đều là nửa bước kim tiên, về phần những người dự thí kia sớm đã bị hắn bỏ xa sau lưng, cũng chỉ còn có người trẻ tuổi kia là còn có thể theo kịp, mà ngay cả Âu Dương Thành kia cũng rớt lại phía sau rất xa. Ba ngày trôi qua, Long Kình Thiên không ngừng tiến tới gần lối ra. Bất quá, càng gần đến lối ra, yêu thú hắn gặp phải thực lực càng mạnh. Tại một nơi nào đó trên hoang đảo, một tiếng gào thảm thiết vang lên, một cự thú hình thể giống hồ, trùng, ầm ầm ngã xuống mặt đất, máu tươi tung tóe, thân hình Long Kình Thiên hiển hiện ra. Đây là đầu yêu thú kim tiên đầu tiên Long Kình Thiên chém giết. Long Vĩ Hắc Hồ. Sau khi giết chết đầu Long Vĩ Hắc Hồ này xong thân hình Long Kình Thiên không ngừng, tiếp tục tiến về phía lối ra. Không bao lâu sau khi Long Kình Thiên rời đi, người trẻ tuổi kia liền đuổi tới, nhìn thi thể Long Vĩ Hắc Hồ đồng tử hắn co rụt lại. Thực lực thật mạnh. Bốn phía không có dấu vết đánh nhau. Nói rõ đầu Long Vĩ Hắc Hồ này căn bản không có phản kháng liền bị giết chết. Hắn liếm đầu lưỡi, hai mắt lóe hào quang hưng phấn, khát máu. Tốt, thực lực càng mạnh ta càng thích. Hắc ám chi dực, duyên thân. Hắc sắc quan mang toàn thân cuồn cuộn, cánh đen sau lưng không ngừng kéo dài ra, thượng cổ tiên văn phía trên hợp thành một cái thời không chi trận. Thời không chi trận hào quang phun ra nuốt vào, vừa vận chuyển cả người liền biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện là đã ngoài xa 10 dặm. Ngày thứ năm, Long Kình Thiên tiến vào hoang đảo thí luyện đã qua ngày thứ tư, dựa theo tính toán của hắn. Hơn một canh giờ nữa là tới nơi. Long kình thiên ngưng tụ đao mang, đơn giản cắt ngang qua của một đầu sư thú kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, tiếp đó lại tiếp tục đi tới lối ra. Một giờ sau, Long kình thiên rốt cục thấy được lối ra, bất quá hắn lại dừng bên ngoài lối ra mấy trăm mét, hắn không có vội vã ly khai mà đứng lại tại đó. Các hạ đi theo lâu như vậy, không có ý định đi ra. Long Kình Thiên tiện tay một quyền đánh bay một đầu yêu thú kim tiên, sau đó chắp tay nói: "Được." "Ha ha." Lúc này, một đạo tiếng cười đầy sảng khoái vang lên, tiếp đó một bóng người lóe lên, một người xuất hiện ngay trước mặt Long Kình Thiên. "Đúng là người trẻ tuổi mặc hoàng bào kia." Người trẻ tuổi đi tới trước mặt Long Kình Thiên, dùng một bộ đầy hứng thú quan sát Long Kình Thiên, cũng không biết hắn tán thưởng lời Long Kình Thiên nói hay thực lực của Long Kình Thiên hay là long kình thiên có thể phát hiện được hắn hắc ám chi dực long kình thiên nhìn đôi cánh sau lưng người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh nói kỳ thật người trẻ tuổi này vẫn một mực đuổi theo sát hắn hắn sớm đã biết cho nên trên đường đi cũng không có bước xa đối phương bằng không thì đối phương làm sao có thể đuổi kịp được hắn người trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc nói người biết hắc ám chi dực hắc ám chi dực hắn đang thi triển chính là một đại thần thông thời thái cổ cách đây 10 tỷ năm, bình thường cũng chỉ có một vài lão ngoan đồng mới biết được, không nghĩ tới người trẻ tuổi tóc đen trước mặt chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi như mày. Kỳ quái, ngươi rõ ràng chỉ là một thiên tiên vậy mà lại có thể dễ dàng đánh chết kim tiên yêu thú. Hắn nhìn về phía đầu yêu thú bị Long Kình Thiên một quyền đánh chết máu tươi còn phiêu giật kia, tự nhiên biết rõ đây không thể nào là ảo cảnh được. Ta là ai không trọng yếu. Long Kình Thiên liếc nhìn tên kia mà nói ra. Hắc ám chi dực tại chính là tuyệt học của thái cổ Hắc Đế, bất quá Hắc Đế có một tên đệ tử là Viêm Đế, Viêm Đế này bởi vì lọc vào tính toán của người khác mà bị vây công giết chết, như vậy ngươi có lẽ chính là Viêm Đế chuyển thế rồi. Người trẻ tuổi càng nghe càng khiếp sợ, thời điểm Long Kình Thiên chỉ rõ hắn là ai, thân thể hắn không khỏi chấn động một cái, hai mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Lần hoang đảo thí luyện này hắn không có gì cố kỵ thi triển ra hắc ám chi dực chính là không sợ có người nhận ra, không cần lo lắng vấn đề thân phận. Không nghĩ ra đối phương không chỉ nhận ra được hắc ám chi dực mà còn đoán ra được thân phận của hắn. Chết! Đây là ý niệm duy nhất của hắn, tuyệt không thể để cho đối phương sống sót, bằng không thì thân phận của hắn một khi bại lộ, cựu gia trước kia của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nguyên bản, ta thấy ngươi thiên phú kinh người, còn có ý định thu phục ngươi. Bất quá, hiện tại, tiểu tử, ngươi phải chết. Viêm đế hai mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất thủ, cả người hóa thành một đạo hắc sắc quan mang lập tức đi tới trước mặt Long Kình Thiên đánh ra một chưởng. Một cái chưởng ấn màu đen cực lớn phá không đánh tới, Bất quá bốn phía trưởng ấn này thiêu đốt lên một ngọn hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm, trưởng ấn còn chưa tới nhưng hàng khí bức người phản phất như muốn đem kinh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên đông cứng lại, thậm chí ngoài thân Long Kình Thiên còn ngưng kết ra tầng tầng hàng khí màu trắng. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, đang điền vận chuyển, hỗn độn ngũ lôi thụ lôi quang đại thịnh, tất cả hàng khí đều bị đánh tan, tay phải hắn dơ lên nên đón trưởng ấn một cái chưởng ấn màu vàng cực lớn cùng cái chưởng ấn màu đen kia đụng vào nhau. ầm ầm, thiên địa chấn động, một cổ cường lực trùng kích mà đến, thân hình viêm đế liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra vài chục bước thì mới ổn định lại thân hình được, dùng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Long Kình Thiên. Ngươi vậy mà phá được một chưởng của ta. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc nói. Hắc thủy âm hàng trưởng này đối với người khác hữu dụng, nhưng lại không làm gì được ta. Hắc thủy âm hàng trưởng này là một trong những môn trưởng pháp cực kỳ âm hàng tại tiên giới, nếu như là tiên đế cường giả thi triển ra, dưới trưởng lực có thể dễ dàng đem nguyên cái thiên nguyên đại lục này đóng băng lại. Người bình thường khó mà chống cự được, nhưng mà Long Kình Thiên là ai? Cho dù không có hỗn độn ngũ lôi thụ thì với thân thể của hắn vẫn dễ dàng tiếp được. Viêm đế biến sắc. Đối phương ngay cả hắc thủy âm hàng trưởng cũng biết hắc thủy âm hàng chưởng này chính là một trong những bí kỷ của hắc đế sư phụ hắn toàn bộ tiên giới biết rõ hắc thủy âm hàng chưởng này lại càng thêm ít coi như là một vài tiên quân tiên đế cổ xưa cũng không biết ngươi rốt cục là ai viêm đế vừa sợ vừa giận đối mặt với thân phận người trẻ tuổi trước mặt càng thêm nghi hoặc hiện tại ngươi cũng tiếp ta một chưởng long kình thiên không có đáp lời mà ngược lại mở miệng nói dứt lời hắn liền đánh ra một chưởng một trưởng long kình thiên lúc đánh ra vô số thần thú ngưng tụ, nguyên một đám hợp thành một cái đại trận, lực lượng khủng bố theo đó mà tán phát ra. Vạn thú trưởng Viêm đế hoảng sợ Ngươi là người của thú đế Toàn thân hắn quang mang lập lòe, hắc ám chi dực sau lưng liên tục vẫy động mà không ngừng lui về sau, đồng thời xuất trưởng nên tiếp vạn thú trưởng của long kình thiên. Vạn thú trưởng này chính là tuyệt kỹ của thú đế, tiên đế tiên giới cũng có mạnh có yếu một ít tiên đế thực lực siêu cường, mà thú đế này trong đám tiên đế cổ xưa nhất chính là một trong những kẻ có thực lực cực kỳ mạnh, thậm chí ngay cả sư phụ hắc đế của hắn năm đó cũng phải kiên kỵ. Thấy Long Kình Thiên thi triển vạn thú trưởng, viêm đế khiếp sợ không thôi. Đối phương chẳng lẽ giống mình, đều là tiên đế chuyển thế. Đúng rồi, gã đệ tử trần ứng của thú đế nghe nói cũng đã vẫn lạc rồi. Ý niệm chợt lóe lên trong óc hắn ngươi là trần ứng tiên đế chuyển thế. Hắn chật vật thoát khỏi vạn thú trưởng, bật thốt lên một câu. Đệ tử thú đế. Thần sắc long kình thiên đạm mạc. Tiếp lại đánh ra một trưởng, một chưởng này phong bạo ngưng tụ, phong bạo lần lượt xoay tròn mà ngưng tụ ra vô số kiếm khí toàn qua, vòng xoáy. Đại thiên phong kiếm. Viêm đế thấy thế sắc mặt lần nữa đại biến, hoảng sợ nói. Đại thiên phong kiếm chính là tuyệt kỹ thành danh của đại thiên phong đế, đại thiên phong đế này trong tiên giới chúng tiên đế địa vị không hề thấp hơn thú đế, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn chút đỉnh. Viêm đế lần nữa chật vật né tránh. Lúc này, Long Kình Thiên chợt điểm ra một cái, khí kình màu đen theo đầu ngón tay lộ ra hình thành một cái hắc sắc ma ảnh. Hắc sắc ma ảnh lập tức mở rộng, thông thiên phệ địa. Phệ hồn chỉ. Viêm đế hoảng sợ. Phệ hồn chỉ chính là bí kỷ của phệ hồn tiên đế đại tự tại đoạn thiên đao khí. Tà ảnh ma âm. Chân kiếp bất động quyền kình. Theo từng chiêu long kình thiên đánh ra, viêm đế không ngừng kinh hô, sắc mặt theo đó càng thêm trắng bệch dưới công kích của long kình thiên, hắn căn bản không có chút sức phản kháng nào. Trong 10 lần hít thở, long kình thiên liên tiếp thi triển ra mấy chục cái đại thần thông, những đại thần thông này đều là tiên đế tuyệt kỹ uy danh hiển hách tại tiên giới. Cũng may, hắn là tiên đế chuyển thế, nếu thay vào người khác chỉ sợ sớm đã bị dày vò tới chết rồi. Tinh vân tam thiên biến. Chỉ thấy, dưới một chữ này của Long Kình Thiên một đoàn tinh vân lăng không hiện ra, tinh vân không ngừng biến hóa, viêm đế tránh cũng không thể tránh được, bị tinh vân va chạm mà bắn ngược ra ngoài. Viêm đế rơi xuống đất, phốc một tiếng mà phun ra một búng máu. Long Kình Thiên sau khi đánh bay đối phương cũng không có tiếp tục ra tay mà ngừng lại ngươi rốt cuộc là ai? Viêm đế từ trên mặt đất dãy dụa bò lên, lau khóe miệng, nhìn máu tươi nơi khóe miệng mà không thể tin được. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn chuyển thế trùng tu tới nay bị thương, bị một tiểu tử thiên tiên đã thương. Ngươi, rốt cuộc là ai? Viêm đế sợ hãi mà nhìn Long Kình Thiên. Ngươi không thể nào là đệ tử thú đế, trần ứng tiên đế chuyển thế. Đừng nói là trần ứng, cho dù là thú đế chuyển thế cũng không có khủng bố như vậy. Liên tiếp thi triển hơn 10 cái tuyệt học tiên đế cổ xưa, mặc kệ người phương nào chứng kiến đều phải sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ là Thiên Đình Câu Trần Đại Đế chuyển thế? Trong óc hắn chợt lóe lên, bật thốt lên nói. Thiên Đình Câu Trần Đại Đế là một trong mấy vị tiên đế cổ xưa địa vị chỉ dưới Hạo Thiên Ngọc Đế. Bất quá trải qua ma kiếp bị yêu tộc yêu đế Liên Thủ giết chết. Ta nói rồi, ta là ai không trọng yếu long kình thiên chậm rãi đi về phía hắn hiện tại ngươi có hai con đường một là đầu nhập dưới trướng ta hai là chết bất quá nếu như ngươi chọn lựa cái chết ta sẽ đem thần hồn của ngươi triệt để tiêu diệt về sau không còn cơ hội chuyển thế nữa vĩnh viễn vẫn lạc viêm đế khẽ giật mình tiếp đó lại ha hả cười lên thần sắc dữ tợn nói đem thần hồn của ta tiêu diệt ngươi ngu à tiên đế chúng ta thần hồn cực kỳ cường đại, cơ hồ là vĩnh thế bất diệt, kiếp trước ngũ đại tiên đế liên thủ giết ta đều không có thể diệt được thần hồn của ta. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tôn. Trong tiếng cười của viêm đế tràn ngập trào phúng. Long kình thiên thần sắc đạm mạc. Vậy sao? Dứt lời, ngón tay hắn chợt lóe lên, một ngọn bạch sắc hỏa diễm xuất hiện, đóa bạch sắc hỏa diễm này cực kỳ yêu dị, bên trong lại là một ngọn hắc hỏa. Bạch Liên Hắc Tâm Diễm. Ngươi, ngươi như thế nào biết được Bạch Liên Hắc Tâm Diễm? Tiếng cười của Viêm Đế dừng phát lại, vẻ mặt hoảng sợ muôn dạng mà nhìn đóa bạch sắc hỏa diễm trên ngón tay của Long Kình Thiên kia, thậm chí ngay cả toàn thân hắn cũng phải run rẩy theo. Ngươi đã biết rõ Bạch Liên Hắc Tâm Diễm vậy thì ngươi hẳn biết dưới Bạch Liên Hắc Tâm Diễm thiêu đốt. Thần hồn của ngươi sẽ thế nào chứ? Long Kình Thiên cười lạnh, nói nếu như ngươi còn là tiên dế nếu như thần hồn cường đại giống như kiếp trước ta tự nhiên không diệt được thần hồn của ngươi nhưng mà bây giờ ngươi chỉ là nửa bước kim tiên ngay cả kim tiên còn chưa tới không có khả năng ngươi không có khả năng biết được bạch liên hắc tâm diễm bạch liên hắc tâm diễm chính là hỗn độn thần thông sư phụ hắc đế ta còn không biết ngươi như thế nào biết được viêm đế khản giọng nói đây nhất định là lừa đảo nhất định là thế Hắn không tin người trước mắt lại biết được Bạch Liên Hắc Tâm Diễm. Long Kình Thiên thấy thế cũng chẳng muốn nói nhảm nữa, trực tiếp búng tay, Bạch Liên Hắc Tâm Diễm lập tức bay ra chui vào trong cơ thể Viêm Đế, sau một lần hô hấp liền nhập vào linh hồn chi hải của đối phương. A! À. Rất nhanh, Viêm Đế ôm đầu hét thảm một tiếng cực kỳ thê lương, cuối cùng hắn không nhịn được mà ngã ra mặt đất lăn lộn, thậm chí còn hung hăng cào cấu da đầu của mình. Không đến 10 phút sau, Viêm đế liền bắt đầu cầu xin tha thứ. "Vang cầu ngươi, tha ta, ta tin rồi, ta tin đó là Bạch Liên Hắc Tâm Diễm rồi, ta tin rồi." Viêm đế chính là tiên đế chuyển thế, tâm tính kiên định tự nhiên có thể chịu được đau khổ. Nhưng mà Bạch Liên Hắc Tâm Diễm lại trực tiếp thiêu đốt thần hồn, thống khổ dị thường, quả thực so với cực hình nơi địa ngục còn muốn thống khổ hơn ngàn lần, vạn lần. Long kình Thiên nhìn Viêm đế cầu xin tha thứ với vẻ mặt đạm mạc, lại qua 10 phút sau hắn mới nhiếp một cái đơn giản, đem đóa bạch liên hắc tâm diễm kia rút ra khỏi cơ thể viêm đế. Bạch liên hắc tâm diễm vừa ra viêm đế liền ngã vật ra đất, hơi tàn liên tục, sắc mặt trắng bệt, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Long Kình Thiên, lúc này đây mới chính là sợ hãi đích thực, sợ hãi lúc trước chỉ là vì biết Long Kình Thiên có thể liên tiếp thi triển tuyệt học của hơn 10 vị tiên đế cổ xưa. Nhưng bây giờ là sợ hãi thực sự, sợ hãi vì Long Kình Thiên có thể chính thức diệt sát hắn hắn chuyển thế trùng tu tự nhiên biết rõ cực kỳ không dễ, nếu như Bạch Liên hắc tâm diễm thiêu đốt thêm nửa canh giờ nữa, thần hồn của hắn tất diệt, vĩnh viễn vẫn lạc. Long Kình Thiên đạm mạc nhìn hắn. Sắc mặt hắn liên tục biến hóa, cuối cùng lại than thở một tiếng, nói. Ta có thể sẵn sàng góp sức cho ngươi, bất quá ngươi không được hạn chế tự do của ta, hơn nữa không thể tùy ý sai sử. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút, nói. Có thể viêm đế chính là thượng của tiên đế chuyển thế tiên đế có tôn nghiêm của tiên đế không có khả năng quỳ gối làm nô trừ phi chính hắn để lộ thân phận thiên tôn của mình long tình thiên cũng không để hắn mở ra linh hồn chi hải gieo xuống hạt giống tín ngưỡng mà để cho hắn dùng danh nghĩa thiên đạo lập thề sau khi viêm đế dùng danh nghĩa thiên đạo thề xong thiên đạo liền đánh xuống pháp tắc chi lực trong minh minh ước thúc tâm linh của hắn nếu như hắn không tuân theo lời thề lập tức sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt. Đây là hư linh đan. Đợi viêm đế thề xong, Long Kình Thiên liền búng ra một cái, một khỏa đan dược xuất hiện trước mắt viêm đế. Hư linh đan. Thân thể viêm đế chấn động, giật mình mà nhìn khỏa đan dược trước mắt. Hư linh đan, chính là cực phẩm tiên đan chữa thương, nhất định phải dùng hư linh chi khí sâu trong hư không mới có thể luyện chế được. Thế nhưng mà, hư linh chi khí này lại cực kỳ thưa thớt, khó thể có được. Chỉ có Tiên đế hậu kỳ cường giả mới có thể từ nơi sâu trong hư không thu nạp được hư linh chi khí này. Ngươi, như thế nào lại có được hư linh đan?" Viêm đế bật thốt ra. Long Kình Thiên nói: "Ngươi hỏi thật nhiều." Viêm đế tự biết mình đã lỡ lời, không có tiếp tục hỏi nữa mà chỉ càng thêm kinh nghi thân phận của Long Kình Thiên. Hắn phục dụng hư linh đan rồi sau đó ngồi xuống vận chuyển công pháp, lập tức dược hiệu của đan dược liền tản ra khắp cơ thể hắn bên ngoài thân thể hắn chợt xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đen nhàn nhạt, khí tức chợt mạnh chợt yếu, dĩ nhiên là muốn đột phá. Long Kình Thiên thấy thế liền thuận tay thành toàn hắn, đang điền vận chuyển, tiên thiên lôi khí hỗn độn ngũ lôi thụ thu nạp, hay tay hư không ấn xuống một cái, thiên tiên lôi khí theo đó liên tục tiến vào cơ thể viêm đế, không ngừng rèn luyện, cường hóa lấy bản thể viêm đế. Mấy canh giờ sau, rốt cuộc một tiếng nổ rất nhỏ từ trong cơ thể viêm đế truyền ra hỏa diễm quanh người viêm đế chợt phóng đại, đồng thời còn lộ ra kim quang, rốt cuộc đột phá kim tiên. Viêm đế mở hai mắt, đứng lên nhìn Long Kình Thiên, nói. Cám ơn. Câu cám ơn này ngược lại là hắn phát ra từ nội tâm, mặc dù không có Long Kình Thiên trợ giúp hắn đồng dạng sẽ đột phá tới kim tiên, nhưng ít nhất phải cần có một năm khổ tu nữa mới được. Chỉ là, trong lòng hắn càng hiếu kỳ, Long Kình Thiên như thế nào lại có thể thu nạp được tiên thiên lôi khí trong hư không? Tiên thiên lôi khí này là đồ tốt, chỉ có thiên tài yêu nghiệp tiên thiên lôi thể mới có thu nạp được. Lòng hắn tuy hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không hỏi. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Ngay lúc đám người dự thí tiến vào hoang đảo không có bao lâu, hai gã chủ trì liền đi tới lối ra, chờ đợi đệ nhất danh xuất hiện. Trần Huynh, đã 5 ngày rồi, với thực lực của Âu Dương Thành kia, xem ra chỉ cần hai ngày nữa là có thể tới lối ra rồi. Người gương mặt gầy guộc nói ra. Người còn lại hình dáng có hơi lùng một chút, nói. Trong lịch sử diệt tinh tiên môn, người vượt qua hoang đảo thí luyện nhanh nhất chính là dùng 5 ngày rưỡi, bất quá đã có mấy vạn năm không có xuất hiện đệ tử như vậy rồi. Tên mặt gầy guộc nói. Đệ tử như vậy chỉ có thể ngộ không thể cầu, đừng nói là 5 ngày rưỡi, coi như 6 ngày nữa cũng cực khó cực khó, hơn nữa loại đệ tử thiên tài này bình thường đều đi đế vương đại phái. Nói cũng đúng. Tên thấp lùn kia gật đầu nói, nhưng hắn vừa mới nói xong đột nhiên há miệng ra thật lớn, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn về phía lối ra. Tên mặt gầy guộc nghi hoặc, không khỏi nhìn sang. Tên mặt gầy guộc kia quay đầu nhìn lại, tiếp đó đồng dạng há hốc miệng, hai mắt trừng thẳng. Trước tầm nhìn đăm đăm của hai người, một người trẻ tuổi tóc đen từ cửa ra chậm rãi đi ra thiên thiên tiên trung kỳ hai người trăm miệng một lời thét lên một tiếng như heo mổ hai người sớm đã định trước người tên âu dương thành kia sẽ thành đệ nhất danh hiện tại nhìn thấy dĩ nhiên là một vị thiên tiên trung kỳ ra khỏi lối ra đầu tiên bọn hắn như thế nào không khiếp sợ nếu là nửa bước kim tiên thực lực không kém bao nhiêu với âu dương thành kia thì bọn hắn không có giật mình như vậy nhưng hiện tại thì sao làm sao có thể? Năm ngày, vừa vặn năm ngày. Hai người trong ốc tạm thời trống rỗng, nhất thời khó thể tiếp nhận sự thật này. Thẳng đến lúc Long Kình Thiên đi tới trước mặt hai người. Hai người mới gian nan mà kịp phản ứng lại. Hai người lại nhìn nhau. Ngươi tên là gì? Người thấp lùng hỏi. Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói. Long Kình Thiên. Hai người đọc lại một lần, tiếp đó liền chuyển sang dáng vẻ tươi cười nói hoang đảo thí luyện này ngươi đoạt vị trí thứ nhất sau này sẽ trở thành đệ tử diệt tinh tiên môn long kình thiên sư đệ về sau ngươi xưng hô chúng ta là sư huynh là được sư huynh long kình thiên gật đầu những vương giả đại phái như diệt tinh tiên môn này ngoại trừ trưởng lão thái thượng trưởng lão trưởng môn ra các đệ tử đều xưng hô với nhau là sư huynh đệ trần huynh đây chính là đại sự lần hoang đảo thí luyện này có đệ tử chỉ cần 5 ngày liền thông qua, chúng ta bây giờ phải bẩm báo lên trên. Tên mặt gầy guộc kia nói ra. Không sai. Tên thấp lùng vui vẻ nói. Đến lúc đó, môn phái nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta. Nói đến đây, dừng một chút hắn lại nói tiếp. Xem ra, Âu Dương Thành kia nhất định là người thứ hai rồi, cùng diệt tinh tiên môn chúng ta vô duyên rồi. Tên mặt gầy guộc gật gật đầu, nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn lại ngốc trệ, nhìn không chuyển mắt về phía lối ra. Tên thấp lùng trong lòng thấy kỳ quái mà nhìn sang theo. Miệng lại lần nữa há lớn như quả trứng vịt. Chỉ thấy, tại lối ra lại có một người đi ra. Hơn nữa, không phải là Âu Dương Thành như trong suy nghĩ của bọn hắn. Người thứ hai này, dĩ nhiên là viêm đế. Kim, Kim Tiên. Tiếp đó, hai người lần nữa trăm miệng một lời kinh hô lên. Kim tiên. Kẻ thứ hai dĩ nhiên là một kim tiên. Bất quá, trước lúc tiến vào thực lực mạnh nhất chỉ là nửa bước kim tiên, cái này nói rõ người này trên năm ngày tại hoang đảo thí luyện đột phá. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Ha ha, không nghĩ tới vận khí của chúng tốt như vậy, lần hoang đảo thí luyện này thậm chí có đệ tử đột phá kim tiên. Đến lúc bẩm báo lên, môn phái khẳng định ban thưởng hậu hĩnh a hai gã sau khiếp sợ liền cười to, vẻ mặt đại hỷ. Nếu như trong hoang đảo thí luyện đột phá kim tiên, tuyệt đối sẽ được diệt tinh tiên môn thu làm đệ tử, cho nên viêm đế cho dù là kẻ đứng thứ hai nhưng vẫn trở thành diệt tinh tiên môn đệ tử. Hai vị sư đệ, ta đã vừa mới đem chuyện của các ngươi báo lên trên rồi, đi thôi, ta hiện tại mang hai người về quảng trường môn phái. Sau đó, người thấp lùng liền nói với hai người Long Kình Thiên, tiếp đó liền mang theo hai người tới truyền tống trận rời khỏi hoang đảo, một người khác lưu lại tiếp tục chủ trì. Bất quá, người thứ nhất, thứ hai đã ra, tòa hoang đảo thí luyện này ý nghĩ đã không lớn rồi. Rất nhanh, Long Kình Thiên cùng Viêm Đế liền đi tới quảng trường báo danh lúc trước. Bởi vì Long Kình Thiên cùng Viêm Đế hai người không chỉ là kẻ thứ nhất, thứ hai tại tòa hoang đảo thí luyện kia, hơn nữa lại còn là đệ nhất, đệ nhị của lần hoang đảo thí luyện này, cho lên lúc hai người tới quảng trường liền không có một người nào khác. Hai người dựa theo lời tên thấp lùng nói mà ngồi ở tại quảng trường, chờ đợi những đệ nhất danh hoang đảo khác. Lần ngồi xuống này, chính là một ngày. Hứa vũ quân Sau hai người Long Kình Thiên cùng viêm đế chính là hứa vũ quân, nhìn thấy hứa vũ quân Long Kình Thiên cũng không có ngoài ý muốn bất quá hứa vũ quân tuy rằng xếp sau hắn nhưng mà hắn biết rõ đó không phải là nói ngoài thiên phú của nàng hơn hẳn viêm đế ra mà còn có tốc độ tu luyện cực nhanh. Sau hứa vũ quân là mộ dung thiến, tử thiên long hoàng, Cửu vĩ thiên miêu, tiếp đó mới là những người khác. Thẳng tới gần hết ngày thứ hai, tất cả đệ nhất danh hoang đảo thí luyện toàn bộ đi ra. Bất quá, bởi vì nguyên nhân viêm đế cho nên lần này là một trăm linh một người thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử diệt tinh tiên môn sau khi hoang đảo thí luyện kết thúc không có bao lâu một lão giả mặt trưởng lão bào tóc bạc dưới sự tiền hô hậu ủng của đám đệ tử đại la kim tiên bay tới quảng trường long kình thiên đem thần thức quét qua liền đem tu vi vị trưởng lão này nhìn rõ ràng cửu thiên huyền tiên bất quá chỉ là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ trong tồn tại cửu thiên huyền tiên thực lực cũng không quá cao gì bất quá mặc dù là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ nhưng đối với đại la kim tiên cường giả vẫn là tồn tại phải ngưỡng vọng về phần những kim tiên, thiên tiên kia lại càng không phải nói. Ta là viên đức phi trưởng lão. Chúc mừng các ngươi thông qua lần hoang đảo thí luyện này, về sau các ngươi chính là đệ tử diệt tinh tiên môn ta. Lão giả sau khi đến liền quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó lạnh nhạt nói, trên người uy áp phát ra. Đệ tử thông qua khảo hạch nghe vậy trên mặt không khỏi vui vẻ. Bất quá, các ngươi tuy rằng thông qua khảo hạch lần này, trở thành đệ tử, nhưng chỉ là đệ tử ngoại môn. Viên Đức Phi không dừng, tiếp tục nói. Nếu như trong vòng 20 năm các ngươi không cách nào đột phá kim tiên chi cảnh, trở thành nội môn đệ tử, như vậy đến lúc đó chúng ta sẽ phải khu trừ các ngươi. 20 năm, kim tiên. Tuy rằng những người có mặt tại đây đều là nửa bước kim tiên, nhưng mà muốn chân chính đột phá tới kim tiên cũng không phải là sự tình gì dễ dàng. Đương nhiên bọn hắn tin tưởng trong vòng 20 năm nhất định sẽ thành công đột phá bởi vì lần này có một vị đệ tử trong lúc thí luyện đột phá kim tiên, cho nên lúc này đây có một trăm linh một người trở thành đệ tử diệt tinh tiên môn. Viên Đức Phi chỉ về phía viêm đế, nói. Hắn gọi là Chu Toàn. Chúng đệ tử không khỏi xôn xao, hâm mộ, ghen ghét, giật mình, không phải là gì cá biệt. Bất quá, hắn cũng không phải là đệ nhất nhân của lần thí luyện này. Đệ nhất nhân lần thí luyện này thuộc về đệ tử Long Kình Thiên. Tiếp đó, Tiên đức phi lại chỉ về phía Long Kình Thiên. Cái gì? Thiên tiên trung kỳ? Hắn chỉ là một thiên tiên trung kỳ nho nhỏ vậy mà đạt được đệ nhất. Chúng đệ tử càng xôn xao thêm, nhao nhao mà nghị luận, vẻ mặt đều là không thể tin được cùng không phục. Sau đó, Tiên đức phi liền ban thưởng cho Long Kình Thiên, đệ nhất mỗi lần thí luyện đều có thể đạt được phần thưởng 100 miếng thượng phẩm tiên đan, một kiện tiên giáp cấp bậc tiên khí cùng một đầu nhị phẩm linh mạch nhị phẩm linh mạch của tiên giới thế nhưng mà không thể dùng nhị phẩm linh mạch của nhân gian so sánh được nhị phẩm linh mạch của tiên giới so với tuyệt phẩm linh mạch tại nhân gian còn muốn cao cấp hơn nhiều sau khi ban thưởng xong viên đức phi liền phi thân rời đi bất quá trước khi ly khai lão còn thâm ý liếc nhìn long kình thiên một cái viên đức phi sau khi rời khỏi một gã đệ tử đột nhiên phi thân tới trước mặt long kình thiên giơ tay chặn đường nói tiểu tử đem một trăm miếng thượng phẩm tiên đan tiên giáp còn có nhị phẩm linh mạch toàn bộ giao ra đây ngươi chỉ là một thiên tiên trung kỳ nho nhỏ mà cũng xứng với những phần thưởng này sao nếu ta không giao thì sao long kình thiên thần sắc đạm mạc không tên kia nghe vậy liền ha hả cười lên